xin được gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn rất là nhiều tới tất cả các anh chị báo chí truyền thông, các anh chị em nghệ sĩ ngày hôm nay có mặt tại buổi họp báo, cũng như là gia đình yêu thương và các bạn bè đã đến đây để chúc mừng cho sản phẩm mới của ekip của Văn Mai Hương là Đại Minh Tinh. Một lần nữa gửi lời cảm ơn rất là nhiều tới. Nhân tiện thì cũng chúc mừng em với một sản phẩm mới. Kiểu gì thì anh em mình lại tiếp tục đi để cùng trò chuyện. Anh thì không có rất là hay mắc cỡ khi chụp hình ở ngoài kia, cho nên nhân tiện ở đây xin được ôm em cái được không? Cũng phải gửi lời cảm ơn anh Tùng nữa. Tại vì anh Tùng vừa nhắc đến chuyện là anh em có hơn 2 năm đi rất là nhiều những tỉnh thành để hát những cái show của Hương. Và thực sự với quý vị là em không phải là một người mà có thể kể chuyện được quá nhiều, không thể nói được quá nhiều. Nhưng mà nhờ có anh Tùng mang những cái câu chuyện của anh Tùng vào trong những cái bài hát của em, là một người dẫn chuyện rất là tuyệt vời, để khiến cho mỗi một cái show khi mà em tham gia hát, những cái mini show đó nó không còn nhàm chán nữa, không còn là một mình em kể chuyện nữa. Và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ phải cảm ơn người đặc biệt nhất, đó là Hứa Kim Tuyền. Bởi vì nếu như không có những cái chấp bút ban đầu của cậu ấy thì chắc tôi cũng sẽ không có chất liệu để cùng kể chuyện cho khán giả ở mọi nẻo đường Tổ quốc cùng nghe về tình cảm của chúng tôi dành cho trái tim yêu của mình cũng như dành cho khán giả. Quý vị thân mến, với Đại Minh Tinh, như thông cáo báo chí cũng như là thông tin trên Facebook mà quý vị nhận được, thì đây là một MV khá là đặc biệt với sự xuất hiện của ba nữ nghệ sĩ. Đó chính là nghệ sĩ Hồng Đào, nghệ sĩ Hồng Ánh và nghệ sĩ Cai Thị Nguyễn. Với ba người nghệ sĩ này, với ba câu chuyện khác nhau nhưng hình như đã kể trọn vẹn một thế giới đang được vận hành trong lĩnh vực mà tôi thì không thích sử dụng từ showbiz, bởi vì đối với tôi nó nghe nó vẫn rất là sao xác. Tôi thích dùng từ đó chính là thế giới nghệ sĩ. Ba người nghệ sĩ đặc biệt này, đó chính là ba bức chân dung đẹp để vẽ nên từ Đại Minh Tinh mà Hứa Kim Tuyền muốn gửi tặng đến quý vị. Và Hứa Kim Tuyền có nói rằng anh ấy đã bắt nguồn từ những người Đại Minh Tinh, là những ngôi sao sáng rực trên bầu trời nghệ thuật trong nước và quốc tế, có những cuộc tình trắc trở và đôi khi nó cũng đến từ chính cuộc tình của anh ta nữa. Mọi người vẫn hay trêu em bằng cụm từ đấy chính là chuyên đi khóc thuê cho Hứa Kim Tuyền. Đấy chính là tất cả những bài hát của Tuyền thì Tuyền luôn chia sẻ với quý vị khán giả và chia sẻ với các anh chị là ở đây là cái câu chuyện của em, bla 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 bla. Nhưng mà anh ạ, album chắc chắn là phải có chuyện của em rồi, làm gì có chuyện của mình nó. Tất nhiên là chị em sẽ phải coi như là đi thu thập rất là nhiều những cái mảnh ghép về cảm xúc để có thể hoàn thiện được một ca khúc. Tại vì em nghĩ là chỉ với một vài những cái cảm xúc nhất thời thì không thể viết nên được một bài hát hay. Cho nên là những cái mà bọn em ngồi xuống cùng với nhau, chia sẻ cùng với nhau, nó sẽ là rất là nhiều những câu chuyện. Và đâu đó nó cũng sẽ có cả những cái câu chuyện của em nữa. Bởi vì là nếu như mà chỉ để mình tự tưởng tượng thì mình có thể hát được một bài hay là hai bài. Nhưng mà mình cứ ngồi ở nhà như con hâm, cứ tưởng tượng thế xong mà ngồi hát 10 bài về một câu chuyện mà không liên quan gì đến mình thì cũng rất là khó. Cho nên em nghĩ là sẽ có đâu đó lẩn khuất những cái cảm xúc của em ở bên trong đó. Yêu xa hay là chia ly hay là đau khổ hay là gì đó, thì body shaming thì nó cũng sẽ là những cái cảm xúc mà em cũng đã từng phải vượt qua, từng phải đối mặt với những cái điều đấy. Thì chắc chắn là nó sẽ có cả em ở trong đấy. Vừa nãy anh có hỏi về vấn đề album, bọn em chưa spoil ra luôn là ra album đấy. Em chưa có một ai nói đến chuyện là ra album luôn. Chúng ta ngày hôm nay đã đây ngồi họp báo là MV ạ. Dạ. Ai nói không? Em nói á? Xin lỗi. Em xin lỗi mọi người, từ ngày bị Covid là em coi như là em bị mất trí nhớ tạm thời vô cùng nhiều lần. Hôm trước em kể lại câu chuyện là cái ngày đấy là cái ngày mà up lên một cái đoạn là coi như là không phải là teaser audio, trước teaser character là giới thiệu nhân vật thôi. Em tự nhiên em up lên teaser audio luôn, coi như mọi người vào thấy Tuyền nhắn tin trong group, ủa sao bạn Hương tự nhiên hôm nay up gì vậy, là em đi vô em chết rồi, xin lỗi nhất tàu hòa nhập ma, em không nhớ được ngày nào làm cái gì luôn, cho nên là em cũng không nhớ là em đã từng nói là có ra album ạ. Em xin lỗi mọi người ạ. Bọn em sắp có album ạ. Vâng, thôi được rồi, em để em trả lời luôn. Là Đại Minh Tinh là một trong những ca khúc nằm trong dự án album sắp tới đây của Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền. Rồi anh, cái câu thứ ba là gì nhỉ? À, em có muốn hợp tác với người khác không? Vâng, với Đại Minh Tinh thì cũng chia sẻ là đây chính là cũng được gọi là ekip ruột. Khi mà đã đi với nhau qua rất là nhiều những cái hành trình về âm nhạc, anh Khương hay là Tuyền là những người mà
tương đối là hiểu em về cuộc sống cũng như là trong những cái câu chuyện cá nhân của em, và đặc biệt là với Tuyền thì 10 tháng 6 em đã chia sẻ quá nhiều về chuyện là chị em là những cái người mà đồng hành cùng nhau, là những cái người mà gần như là tri kỷ trong âm nhạc của nhau. Và với Tuyền thì em nghĩ là để mà trả lời cái câu hỏi là mình có cảm thấy nó có còn phù hợp, nó có còn những điều thú vị hay là còn gì để làm hay không, thì em nghĩ là cái điều đấy hãy để cho bọn em làm sản phẩm, và cái người mà sẽ nói ra cái điều đấy sẽ là quý vị khán giả. Đó chính là những cái sự đón nhận và những cái sự yêu thương của quý vị khán giả. Tại vì nếu như mà với em luôn có những cái niềm tin tuyệt đối vào Hứa Kim Tuyền. Dù cho Tuyền sáng tác một cái bài gì đấy mà em chưa từng được nghe. Xin lỗi quý vị, là trong album của em là có những bài em chưa bao giờ được nghe luôn, và chỉ có gọi điện chị ơi ngày mai đi thu bài mới nhé, là ngay lập tức đến lúc đấy là em mới ngồi vỡ bài ngay tại chỗ, và bọn em có thể thu demo ngay tại chỗ. Nhưng mà bằng một thế lực nào đấy, chắc là cũng là thần giao cách cảm, nên là bạn ấy viết hầu như là sẽ rất hợp giọng của em. Bởi vì có thể là trong cái suy nghĩ của Tuyền hàng ngày đó, thì là nghe giọng em hát rồi thì cũng tưởng tượng đến là chị sẽ hát như thế nào. Đâm ra là những cái ca khúc mà Tuyền viết thì nó rất là hợp giọng của em. Và từ đấy nên là mình có cái niềm tin rất là nhiều về Hứa Kim Tuyền. Và em nghĩ là Tuyền thì chưa tung hết chiêu đâu ạ. Tuyền vẫn còn nhiều thứ để khai thác lắm ạ. Cho nên là em vẫn muốn là chị em sẽ cùng nhau một hành trình nữa, để xem là đến bao giờ chán nhau thì thôi. Chứ còn bây giờ thì là cũng chưa nói được ra lời chán nhau, đâm ra là vẫn sẽ tiếp tục, bởi vì vẫn còn cảm thấy yêu thương nhau nhiều. Với câu thứ tư mà anh Phúc nói là về cái opera gì đúng không? Thật ra là em nghĩ là nó cũng không, em nghĩ là với em thì nó với rất là nhiều những anh chị cũng như là các bạn mà có học ở trong trường nhạc thì nó cũng không có phải là một cái kỹ thuật gì đấy nó cũng quá là siêu đẳng cả. Em nghĩ là với một cái giọng mà vừa vừa có thể hát được cái quãng đó thì cũng có thể thể hiện được. Thì may mắn cho em cũng như là Tuyền là trong cái ca khúc này thì bọn em có một cái đất để bọn em có thể sử dụng được cái điều đấy để nó thú vị nhất. Em nghĩ là nó tạo nên cái sự thú vị của ca khúc này, chứ không phải là cái việc mà bọn em muốn trưng trổ một cái điều gì đấy. Tại vì khi mà em và Tuyền bắt tay vào bất cứ một dự án nào hay bất cứ một bài hát nào, cái điều đầu tiên bọn em muốn mang đến cho khán giả đấy là cảm xúc. Tại vì âm nhạc nó là sự kết nối, và nếu như mình không có cảm xúc thì hoàn toàn tất cả những cái kỹ thuật mà mình mang lại ở trong cái bài hát đấy nó sẽ đều vứt đi hết. Em nghĩ là như vậy.